Chào bạn, rất vui hôm nay thì bên mình lại được lên tay một chiếc Casio G-Shock MTG. Mã của chiếc này đó là MTG S1000D 1A4. Trong đó cái màu cái A4 thì nó có nghĩa là cái chiếc đồng hồ có cái chi tiết màu đỏ. Thì như các bạn đã biết thì cái dòng MTG nó cái dòng cao cấp nhất của G-Shock. Theo Casio quảng cáo thì hãng sử dụng những cái chất liệu tốt nhất, thép tốt nhất, nhựa tốt nhất và các cái bộ phận máy móc tốt nhất của hãng để lắp ráp lên chiếc đồng hồ này. Và đặc điểm là đặc biệt là nó là những cái dòng được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản thay vì gia công tại Thái Lan hay là Trung Quốc. Casio thì cũng rất hào phóng khi trang bị cái kính sapphire chống lóa trên chiếc đồng hồ này. Thì nói chung là kính sapphire thì rất ít được Casio trang bị trên đồng hồ của hãng. Thì trên chiếc này thì nó được trang bị kính sapphire chống lóa. Tính năng của đồng hồ này thì nó có những cái tính năng cơ bản như là bấm giờ, giờ thể thao, chuông, giờ kép. Như các bạn có thể thấy đây là cái múi giờ kép của nó. Đồng hồ thì cũng được trang bị cái công nghệ sạc bằng năng lượng ánh sáng và có chế độ tiết kiệm năng lượng, có thể để trong bóng tối đến 27 tháng. Chiếc này thì nó có một cái tính năng đặc biệt đó là tự đồng bộ giờ bằng sóng radio. Tuy nhiên là cái tính năng này thì nó không hữu dụng tại Việt Nam, tại vì ở gần Việt Nam nó không có các cái trạm phát sóng nào cả. Vì là đồng hồ di sốc nên hiển nhiên là nó sẽ có tính năng chống sốc, chống rung, lực ly tâm, chống nước 200m. Thì mình cũng phải nói qua về cái tình trạng của chiếc này. Thì nó là một chiếc đồng hồ không còn hộp sổ thẻ và mắt thừa. Do đó ở đây là cổ tay tối đa có thể đeo được của nó là 18 cm. Cổ tay tối đa của nó là 18 cm. Thì con này nó không còn có mắt thừa. Tất nhiên là nếu các bạn có thể tự kiếm được mắt thừa mà cổ tay to hơn thì có thể đeo được với cổ tay to hơn. Mình sẽ đo qua cái kích cỡ cho các bạn xem. Cái móc con này là 54 mm. Độ dày ở đây là tầm 15 mm. Với cỡ mặt 54 mm thì nó phù hợp với những người cổ tay từ 16,5 đến 18 cm. Nói chung là sẽ rất là đẹp nếu các bạn có cổ tay từ 17 đến 18 cm. Mình sẽ đo qua cân nặng nhé. Vì hãng giới thiệu là nó được sử dụng bằng các loại thép tốt nhất, do đó chiếc này nó cầm khá là đầm tay. Đây là 174 g, nó sẽ cầm khá là đầm tay. Rồi bây giờ mình sẽ vào chi tiết đồng hồ cho các bạn xem cái tình trạng vỏ kính của nó. Rồi đây là chi tiết cái mặt đồng hồ. Thì các bạn có thể thấy là Casio nó thiết kế cái mặt đồng hồ rất là đẹp. Hãng quảng cáo thì đây nó là thiết kế 3D. Đấy, từ 4 lớp. Đồng hồ trang bị kính sapphire. Do đó là nó hoàn toàn không có các vết xước. Các bạn có thể thấy là cái ánh sáng nó chạy đều trên mặt. Không có các cái gợn. Trên chiếc đồng hồ này thì nó không có đèn. Tuy nhiên là Casio nó có trang bị cái kim dạ quang rất là sáng. Đây mình sẽ test dạ quang qua cho các bạn. Kim dạ quang đồng hồ rất là sáng ở các kim và các cọc số. Chiếc đồng hồ này thì đã được sử dụng khoảng 2 hoặc 3 năm. Do đó trên các cái viền nó có rất nhiều các cái vết xước răm. Bạn có thể nhìn qua đây. Có rất nhiều các vết xước răm. Đặc biệt là góc 12 giờ khá nhiều vết xước. Khá nhiều vết xước răm. Tuy nhiên là khi mà bạn giơ tay lên thì bạn sẽ không cảm giác thấy gợn. Những cái vết xước này rất là lông.
Đây, như vết này thì mình nghĩ cảm nhận nó sâu nhất. Tuy nhiên là khi bạn dê lên thì nó không có cảm nhận là bị xước. Thì mình nghĩ các cái vết xước này nó hoàn toàn có thể đánh bóng được. Chúng ta qua các lúng cạnh. Các lúng cạnh, lúng vặn đây nó còn rất là sáng. Mình có cảm giác là nó gần như mới. Đây có cái lúng này thì nó hơi mờ một ít. Còn lại các lúng kia đều gần như là mới cả. Chỗ này thì hơi xước một ít, có thể là nó không được cái vỏ nó bảo vệ tốt. Các cái vít. Các cái vít mặt vẫn còn không có dấu hiệu là bị tách cả. Đây, vít cạnh. Các vít cạnh không có dấu hiệu bị tách. Các cạnh vẫn còn rất là sắc nét. Vít trên ốc. Các cái vít đáy. Các vít đáy còn rất là sắc nét. Con này thì nó trang bị pin sạc bằng năng lượng ánh sáng, nên mình nghĩ là khách họ không mở ra để mà thay pin làm gì. Đi sốc thì cũng rất là bền, nên cái việc sửa chữa là hiếm khi xảy ra. Chúng ta xem qua cái lớp vỏ nhựa. Thì như hãng quảng cáo là trang bị thép tốt nhất và nhựa tốt nhất. Thì cái lớp nhựa ở đây nó rất là đanh. Mình có thể thấy ở đây là cái lớp nhựa nó chưa bị các cái vết xước sẹo gì lớn cả. Cảm nhận của mình nó còn mới hơn cả cái lớp thép. Rồi, dây. Dây thì thực sự là xước rất là nhiều. Ngay phần quai đây có một hai vết nhỏ và dây thì xước răm rất là nhiều, nhưng một lần nữa thì mình có cảm nhận là các cái vết xước này nó không lộ. Khi bạn dê tay lên thì nó gần như là nó mịn, gần như là dây rất là mịn, nên mình nghĩ cái việc đánh bóng, nếu mà mình cần thì việc đánh bóng lại nó sẽ khôi phục được cái dây như tình trạng ban đầu. Dây xước răm rất nhiều, nhưng mà Casio nó trang bị cái loại thép rất tốt, nên khi mình giờ đây những cái vết xước như này mình không thể cảm nhận của việc xước gì cả. Các lớp nhựa bên trong thì vẫn còn nguyên. Mình không rõ là hãng đã sử dụng cái việc gắn các cái lớp nhựa như thế nào. Tuy nhiên là ở đây nó không có hiện tượng bung, không có các cái vết cấn hoặc vết xước nào trên cái nhựa lót này. Mình đã đeo thử và cái cảm nhận đeo thì nó rất là thoải mái. Lớp nhựa lại tạo cảm giác đeo rất là thoải mái. Đáy mặt đồng hồ, đáy mặt đồng hồ được Casio đánh bóng xước, và mình gần như là không thấy các cái vết xước ở trên đáy mặt đồng hồ. Ở đây nó có một hai vết xước rất là nhỏ do cái cạnh khóa nó cọ vào. Tuy nhiên tình trạng đáy thì còn rất là tốt, rất là mới. Khóa đồng hồ thì rất là chắc chắn. Mình cảm nhận cái khóa này thì nó tương đương với các dòng khóa cao cấp được trang bị trên dây của Seiko. Thép lì, cạnh thép rất là dày. Được mở ra và mở vào rất là nhẹ nhàng. Ở đây thì mình sẽ làm một cái hướng dẫn chỉnh giờ riêng cho con này. Tuy nhiên là mình có thể test qua cái hướng dẫn chỉnh giờ cho các bạn. Được hướng dẫn làm việc chỉnh giờ thì đơn giản là mình sẽ rút cái lúm này ra hai lớp. Đây đồng hồ nó đang chỉ cái múi giờ BKK. Đây mình sẽ chỉnh một chút. Đây. Nó sẽ tăng múi giờ hoặc là mình sẽ giảm múi giờ. Đấy, giảm múi giờ. Để đồng hồ nó sẽ nhảy ngược lại thôi. Việc chỉnh giờ chi tiết thì mình sẽ làm trong cái video khác. Và chú ý là cái lúm con này vẫn là lúm vặn.
khi mình dê cái đỏ vạch đỏ ra đúng vạch đỏ xong mình ấn vào và mình vặn thì nó sẽ là cái nước. Nói chung là chiếc đồng hồ này thì nó dành cho những ai mà đam mê dòng G-Shock. Thì hầu như những ai đam mê G-Shock thì đều có cái mong muốn mơ ước là sẽ được sở hữu một cái con MTG cao cấp này. Chiếc này thì rất là phù hợp khi mà mình có thể đeo đi làm. Rất phù hợp nếu các bạn muốn đeo một chiếc G-Shock đi làm, chiếc này nó rất là phù hợp. Cảm giác đeo trên tay thì nó sang trọng, nó không giống như những cái con G-Shock khác. Và cảm giác kim loại nó rất là lì. Nó tương đương với những cái dòng tầm trung của Seiko. Mình cảm nhận thép nó tương đương với dòng tầm trung Seiko. Và giá của nó thì khách nhà mình ký gửi thì giá nó rất là tốt. Giá nó chỉ rơi vào tầm khoảng 40% so với giá mới. Các bạn nếu mà có các cái câu hỏi gì về chiếc đồng hồ này thì có thể bình luận ở bên dưới video hoặc có thể nhắn cho bên mình qua Facebook đồng hồ cũ.vn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.